Xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bếp Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 23 tháng 8 năm 2020 nhé. Và bạn nào muốn đặt hàng hoặc là muốn thay đổi bổ sung đơn hàng thì làm ơn bấm dừng màn hình cũng như là chụp hình màn hình lại để chúng ta biết cách đặt hàng của shop nhé. Đầu tiên đó sẽ là đơn hàng của Hải Yến nè, 290.000 đồng. Bạn mua đó là một cái hộp búp Blackpink rất là đẹp luôn như thế này nha. Đây, màu hồng, 40.000 đồng. Một bạn Wixi nhím Galaxy cực kỳ dễ thương, đó 40.000 luôn. Một cái bịt mắt của Blackpink 25.000 nha. Và tiếp đến thì sẽ là ba shop hình dáng của Blackpink. Đây, ba shop hình dáng của Blackpink, mỗi một shop như vậy thì là 10.000 đồng. Còn có là nhãn vỡ nha, nhãn tên Blackpink nữa nè, ba shop mỗi shop cũng 10.000. Một cây bút Blackpink, đây là cây bút Blackpink 5.000 đồng. Và bạn còn có mua là 1, 2, 3 sắp giấy bao tập Blackpink nha. Mỗi sắp như vậy thì là 20.000 đồng đó các bạn. Đây nha, hình nè. Đó, hình của các cô gái. Rất là xinh đẹp luôn, như thế này. Và nó còn có là bì bọc ở bên ngoài sẵn luôn nha. 20.000 một sắp. Và còn có hình poster cỡ lớn 10.000 đồng một tấm nữa nè. Của Blackpink nha các bạn. Một nè, hai nè, và ba tấm luôn. Và tiếp đến là đơn hàng của Nguyễn Thị Bích Thảo 578.000. Và dĩ nhiên đơn hàng sẽ được giảm 17.000 đồng tiền ship nè. Bạn mua đó là son cherry. Đây nha, màu đỏ này các bạn, 40.000 đồng một cây nha. Và có son dưỡng Vaseline 40.000 đồng nè, màu hồng nhẹ nha. Nó hồng rất là nhẹ tự nhiên mà lại còn dưỡng môi nữa nè. Một cái máy phun xương 55.000. Wow, hai cái rinh chia trái cây, một cái là dâu, một cái là trái thơm. Đó, trái thơm, trái khóm, trái dứa đều là nó luôn. 13.000 một cái. Tiếp đến thì là hộp trang điểm to như thế này, 160.000. Bên trong của nó tương tự như thế này luôn nha các bạn. Mở ra là gương nè, rồi có là màu mắt, son môi, má hồng, phấn, bộ dụng cụ luôn. Tuyệt vời như thế này, 160.000. Mở ra cho các bạn xem, kiểm tra bên trong nhé. Đây, nguyên cái hộp nè. Đó, rất là tuyệt vời. Đây là có phần gương. Sau đó thì các bạn xem nè, phần màu của nó nè. Ở bên trong có son, có dụng cụ. Và tầng phía dưới sẽ là má hồng và phấn nền. Sau đó mình xếp lại như thế này. Quá gọn gàng luôn, đúng không nào? Đó, 160.000. Miu, miu. Và đây là một cái quạt sạc hình bé mèo Hello Kitty, có thể để đứng như thế này hoặc là cầm như thế này nha. Đây là dây sạc nè. Wow, rất là mát luôn nha các bạn, 75.000 đồng. Và bạn còn có mua đó là bộ bếp nhôm 60.000 đồng để nấu những món ăn mini, có bếp nè, chảo, nồi, thao, mâm, vân vân. Wow, và đây rất là nhiều nến luôn nha các bạn, mỗi một cây nến như thế này thì là 2.000 đồng. Và chúng ta đã sắp hàng để đếm thử xem là tổng bạn mua là bao nhiêu cây nến nha. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ nhân chiều dài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nha. Đây các bạn xem, 10 với 5 thì là 50 cây nến luôn các bạn. Đó, 50 cây nến luôn nha. Và mỗi cây như vậy thì là 2.000 đồng. À, rất là dễ thương luôn. Tha hồ chế biến những món ăn mini nha. Và bây giờ là đơn hàng của Trần Kim Ánh 223.000. Đây, đầu tiên sẽ là hai bạn búp bê mắt đá rất là dễ thương luôn. Bạn thứ nhất nè, váy màu xanh dài thật là dài, tóc thì là vàng hồng nè. Đó, bạn thứ hai thì mặc một bộ đồ bay nha, tóc màu nâu tím rất là xinh, mỗi bạn 35.000. Còn có ba cái laptop mini nữa nè, mỗi cái là 5.000 đồng thôi các bạn. Tập sách cho búp bê học 12.000 đồng một bộ nha. Rồi còn có móc nè, 3.000 đồng một bịch. Sau đó là có phụ kiện mắt kiến, hai bịch luôn. Giày, đây, hai bịch giày mini nữa nè. Đó, và còn có là hai cái bịch vòng cổ nữa. Tất cả cái này mỗi bịch là 5.000. Ngoài ra thì còn có là hai cái cài tóc mini tí hon dễ thương, mỗi cái cũng là 5.000 đồng luôn. Giá đỡ nè nha, giá đỡ giúp cho búp bê đứng lên đó các bạn. Ba cái mỗi cái là 10.000, một cuộn băng keo lụa là 5.000, rồi đến là một cái băng keo cá nhân 5.000 đồng một bịch như thế này, bên trong nó sẽ có 5 miếng khác nhau nha. Còn đây là đơn hàng của bé Thư và bé Trâm, đó 404.000 đồng nha. Bạn mua đó là hai cái thước cá heo có nước nè, mỗi cây 9.000. Rồi còn có là một cái shop nhãn tên Cung Hoàng Đạo Galaxy người nè, 5.000 đồng. 10.000 đồng một sắp.
Và còn có là gôm xương rồng nha, 5.000 một cây. Tiếp theo thì là ngòi, ngòi bút chì kim nè. Đó, ngòi bút chì kim 5.000 đồng một hộp. Bút dạ quang thỏ 6.000. Và rất nhiều cây bút nha, mỗi cây 5.000, gồm có là cà rốt nè, xương rồng nè, rồi đến là trà sữa, đây nha, trà sữa kim tuyến. Rồi còn có là khủng long nha, khủng long kim tuyến. Bé bơ BT 21 cương, 5.000 đồng một cây tất cả luôn. Wow, và xem đây có bốn cái Renchi nha, rất là đẹp luôn. Một là Renchi Galaxy, Renchi hoa cúc, và nó có cái chữ gì nữa nè. Đó nha, có cái chữ rất là dễ thương luôn. Rồi đến là Renchi hoa cúc, Renchi Galaxy trăng sao, rất là đẹp như thế này, mỗi cái 13.000. Bạn còn mua đó là hai combo ba lô túi xách nha. Này, mỗi một combo ba lô túi xách như vậy thì là 120.000 đồng, có 4 món ở bên trong luôn. Đây, là bên trong của nó này có 4 món luôn nha. Hình của bé thỏ vịt rất là dễ thương. Đây, bạn mua hai cái mà, cho nên là sẽ có là hai cái ba lô, hai cái hộp bút, hai cái túi mini và hai cái túi đeo chéo luôn như thế này nha. Đó, mỗi combo là 120.000. Nguyễn Như Quỳnh ơi, đã đến đơn hàng của Nguyễn Như Quỳnh, đơn hàng 170.000 đồng. Đây, bạn mua đó là một cái hũ slumber 30.000 đồng, được tặng kèm theo charm và borax nha. Rồi, còn có là gom sọt rác. Gom sọt rác ở bên trong của nó sẽ có rất là nhiều trái cây luôn. Mỗi một bịch gom như thế này thì là 5.000 đồng. Còn có là gom PT 21 cũng là 5.000 đồng một bịch. Ngoài ra bạn còn có mua borax nữa nè. Borax 5.000, tuyết thì là 10.000 đồng một bịch nhé. Hũ trái tim có nắp, mỗi hũ như vậy thì là 2.000 đồng. Kẹo Milo 2, 4, 6, 8, 9 cục hả ta? 2, 4, 6, 8, 10. 10 cục Milo, mỗi cục như vậy thì là 2.000 đồng đó các bạn. Wow, và còn có nè, một cái lắc tay hũ chăm kẹo nè, rất là dễ thương, 15.000. Và một chiếc nhẫn, đây các bạn xem, chiếc nhẫn BTS nữa nha. Đây, chiếc nhẫn BTS thì là 5.000 đồng, còn cái này thì là 15.000. Và rất là nhiều bút nữa. Đây các bạn xem, bơ, một cái dao, một trà sữa và một dưa hấu. Tất cả những cây này đều là 5.000 đồng một cây nha. Còn có là hộp giấy nốt Elsa, bên trong có gương, giấy nốt và sticker các kiểu luôn, cũng như là gom nữa nè. Đó, chỉ có 8.000 đồng một hộp thôi. Phạm Thị Thúy Hằng, và bây giờ là đơn hàng của Phạm Thị Thúy Hằng, 290.000 đồng. Đầu tiên là ba cái Renchi, một là cái Renchi sọc kim tuyến nè, rồi đến là trái cây dưa hấu và cherry, mỗi Renchi là 13.000, cũng như là cái cục tóc nơ. Đó, cục tóc nơ dài như là tiểu thư vậy nè, cũng có hình dâu luôn, 13.000 đồng một cái nơ dài như thế này nha. Lắc tay hoa cúc, đây lắc tay hoa cúc 15.000 đồng. Một cây son nha đam, đây giá của nó là 40.000 đồng nha. Và còn có là những cây bút xinh đẹp, mỗi cây 5.000 ha. Đó là xương rồng nè, rồi là bé xí xịt xịt nè, trà sữa nè, rồi trân châu lông gà nè. Đó, mỗi cây là 5.000. Và đây, bạn còn có mua đó là combo ba lô túi xách 140.000 đồng hình hoa cúc nha, có 4 món luôn. Này, hình hoa cúc nè, đầu tiên sẽ là cái ba lô, và điểm nhấn của nó còn có dây chéo ở đây nữa ha. Ba lô nè, túi đeo chéo nè, một cái hộp bút nè, rồi một cái túi đeo chéo nữa. Đó, rất là đẹp luôn, vừa có hoa cúc vừa có điểm nhấn là mình sẽ thắt dây ở đây nữa nha. Rất là xinh luôn, 4 món 120.000 đồng. Tiếng Tôm, và đây là đơn hàng của chị Bé Bóng, đơn hàng 103.000. Và đây, bạn mua đó là đồ chơi khám răng cá sấu nha. Đây nè, đó, rất là tuyệt vời luôn. Mình sẽ nhấn 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 vô để xem là cái răng nào nó bị hư, nhưng mà chẳng may cá sấu nó bụp lại là xong luôn, 70.000 đồng. Đây, đồ chơi khám răng cá sấu. Hello, Nguyễn Thị Bích Vân, đã đến đơn hàng của Bích Vân, 200.000 đồng. Bạn mua đó là combo kẹo nè, combo kẹo 20.000 đồng, có rất là nhiều loại bánh kẹo thơm ngon. Và còn có là cây bút đèn pin, pin pin pin, sáng ơi là sáng, 9.000 đồng. Một cái sticker hologram, đây các bạn xem nè, ha, sticker hologram cực kỳ óng ánh luôn, và nó có hai tầng luôn, 18.000 đồng nha. Những nàng công chúa, tóc mây, siêu xinh đẹp luôn nè. Và đây bạn còn có mua đó là combo ba lô túi xách 120.000 đồng, 4 món, có hình của bạn meo 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 đang chào mọi người, hello, rất là dễ thương luôn nha. Đây ha, gồm có là cái ba lô nè để đi học nè, một cái túi mini nè, một cái hộp bút nè, một cái túi đeo chéo này nha. Đó, rất là dễ thương luôn, 4 món 120.000 đồng. Và đây là mẫu mới của shop luôn nè, hello,
Trọng Đức ơi, đến đơn hàng của Trọng Đức rồi, 151.000. Bạn mua đó là cây bút Blackpink nha, 5.000 đồng một cây như thế này. Một cái Runchi Galaxy dễ thương 13.000. Tiếp đến là một cái ba lô thể thao lưới nha, bởi vì nó có cái túi lưới ở phía trước nè, rất là đẹp luôn. Và nó có cái dây này nhìn rất là ấn tượng, cá tính thể thao cũng như là hai cái túi hộp ở hai bên, rất là đẹp luôn, 100.000 đồng ba lô túi lưới thể thao nha các bạn. Đó, kiểu dáng rất là ngầu luôn, 100.000 đồng. Xin chào Vũ Minh Anh, đơn hàng của Vũ Minh Anh đã đến 125.000. Và đây là bộ bếp nhôm 60.000 đồng, có bếp, có nồi, có chảo, có thao vân vân luôn để chế biến những món ăn mini nha, 60.000 đồng. Còn có là ba cây nến này, mỗi cây là 2.000. Và cả là hai bó củi nữa nha. Mỗi bó như vậy thì là 2.000 đồng thôi. Chúng ta nấu cơm bằng củi, nấu thức ăn bằng củi cũng là một cách để học và sinh tồn đó các bạn. Và còn có là một cây bút nữa nè. Đây nha, cây bút khủng long và kim tuyến rất là đẹp, 5.000 đồng. Một sấp nhãn tên anime, đó, rất là tuyệt vời luôn, 10.000 đồng một sấp. Chị Huỳnh Giao ơi, đã đến đơn hàng của chị Huỳnh Giao 113.000 đồng nha. Và tiếp tục là một bộ bếp nhôm 60.000 đồng nữa nè, để chế biến những món ăn mini. Đây các bạn xem nè, có nồi đầy đủ hết luôn. Và còn có rất là nhiều nến luôn nha, mỗi cây nến như vậy thì là 2.000 đồng và bạn mua tổng cộng là 10 cây. Để chúng ta sẽ đặt vào bếp và nấu lên. Xin chào Lý Nguyễn Bích Ngọc, đơn hàng 263.000. Đây, đầu tiên bạn mua đó là một cây quạt sạc Meow Meow Hello Kitty. Wow, rất là mát luôn nha, 75.000 đồng. Chúng ta có thể để đứng như thế này hoặc là để nằm như thế này ha, cái đuôi ngoe ngoải rất là dễ thương. Trên và ngoài ra bạn còn mua đó là một cây quạt quay tay như thế này. Ở phía dưới của nó thì làm bút được luôn nha, gọi là bút quạt quay tay, 20.000 đồng một cây. Đó, quạt với quạt để chung. Rồi còn có là cây son nha đam. Đây, cây son 40.000 đồng, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì là một chai nước hoa Fantasy. Đây các bạn xem nè, nước hoa Fantasy rất là thơm, mùi dịu ngọt giống như là trái tim vậy đây nè. Đó, ha, hương thơm dịu ngọt tỏa ra, 40.000 đồng, rất là dễ thương luôn. Và cuối cùng đơn hàng của bạn còn có đó là một cái hộp trang điểm dâu nữa nha mọi người. Đây, hộp trang điểm dâu 55.000 đồng ha, trái dâu rất là xinh. Chúng ta sẽ xem ở bên trong của nó nè, là có cái gương, sau đó thì có rất là nhiều màu mắt cũng như là má hồng. Xòe quạt ra, bên trong sẽ còn có phấn, son và cả dụng cụ để mà mình trang điểm nữa nè ha, rất là tuyệt vời. Khi dùng xong mình sẽ xếp gọn lại như thế này. Đây, 55.000 đồng. Các bạn thấy đơn hàng này có dễ thương không? Chan chan, và cuối cùng là đơn hàng của Phạm Khoa Vi, đơn hàng 275.000. Và đầu tiên thì Khoa Vi mua đó là một đôi bông tai trân châu nơ đỏ này, có đá nè, 15.000, rất là xinh. Tiếp đến thì là cái lắc tay Ấn Độ nha, 5.000 đồng. Rồi còn có là một cái bịch mắt nước nè, hình bé gấu dễ thương, 32.000. Một cái hộp bút nước cá heo, đây màu hồng nha, kim tuyến hồng nè, rất là dễ thương, lại còn có ánh hologram hoa đào rất là đẹp luôn, như thế này, 70.000 đồng. Đây, rất là xinh luôn nha mọi người. Và bạn còn có mua đó là một combo ba lô túi xách 4 món 120.000 đồng, có hình của hai bạn mèo với cái đuôi ngoắc lại hình trái tim, rất là dễ thương luôn nha. Gồm có là ba lô nè, hộp bút nè, rồi đến là một cái túi đeo chéo nè, và cái túi này nữa nha. Đây, cái túi này nữa nè, rất là đẹp luôn, 120.000 đồng 4 món. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày hôm nay. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707, có thể nhắn tin Zalo, Facebook, BFGP 0937899707 nha. Còn đây là thông tin để cho các bạn nào muốn đặt hàng cũng như muốn thay đổi bổ sung đơn hàng thì chúng ta có thể bấm dừng màn hình lại hoặc là chụp hình phóng to lên để có thể đọc rõ hơn cách đặt hàng của shop BFGP nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.